chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách chế biến làm lem, cái loại lem truyền thống mà thường ngày thì chúng ta hay dùng để dâng hương cũng như là thắp hương đó, hoặc là ăn hàng ngày, ăn với bún. Thì ngày hôm nay thì Lệ sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái công thức để chúng ta là làm cái món lem truyền thống ngon và hấp dẫn nhé. Và nguyên liệu của Lệ thì ban đầu sẽ đó chính là củ hành tây này đấy, củ su hào này đấy, hành củ này thì mình sẽ phi lên, hành củ này thì mình sẽ phi lên để cho nó có cái mùi thơm ấy. Thì đặc biệt đấy, khi mọi người làm thì mọi người thường không hay phi hành, nhưng mà riêng mình làm thì mình thường hay phi hành để cho thơm lên đấy ạ. Tiếp theo đó chính là thịt heo, thịt lợn đó, thịt lợn. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị băm. Đây mình đã rửa sạch và mình sẽ băm thịt lợn đấy. Thịt lợn thì chúng ta nên lựa chọn những miếng thịt lợn mà thịt lợn vai thì nó sẽ mềm và kèm theo đó là nó sẽ dính một chút mỡ trên thịt, nên là sẽ cho chúng ta một cái lem nó cảm giác là nó mềm và ăn rất là ngậy và ngon đấy. Và tiếp theo nguyên liệu tiếp theo của mình đó chính là mộc nhĩ này đấy, mộc nhĩ này và nấm hương này đấy, và miến. Đây là cái lem truyền thống và đó chính là hành lá này. Và hành lá thì mình đang rửa đây rồi đó, hành lá và lá mùi ta. Và bây giờ thì mình bắt đầu cho cái công việc đó chính là sơ chế. Nấu cháo xong cho các Thành chưa? À chị bạn này ăn xôi này, chị bạn này. Nhưng mà thử đi, em
nồi nhà em nó không ủ được. Khi nào? Có nghĩa là nó khi nguội đúng không? Ừ, khi nó sôi xong chị tắt đi. Chị tắt đi thế xong bắt đầu là chị tắt đi xong rồi đến lúc nửa đêm chị dậy chị xem thì chưa bị nhừ ấy. Như này này. Chị thấy lạnh tanh thế chị lại phải cắm. Cắm thế xong rồi là chị cắm sáng em dậy chị thấy lại nguội chị lại cắm phát nữa. Ờ. Ừ. Sôi lên chị cũng lại cắt. À, cái đấy nó chỉ gọi như là cắm đóng cơm thì nó ấy nó để như cơm ấy. Thì chị cái xương đấy thì chị hầm nồi áp suất. Xong đó chị cái nồi cơm này chị chỉ cắm mỗi để cho cháo gạo nó nhừ thôi. Sáng hôm sau bắt đầu chị đánh lên thì bắt đầu chị chỗ cho ra bếp ga để chị nấu này. Thế cái là hôm nào đi thuê một cái nồi cháo hoặc là nồi cơm điện mình nấu cũng được. Nếu mà cơm điện thực ra nó tiện mà cũng sạch ấy. Nếu nồi cơm điện nó cũng tiện ấy. Nó sạch, nó ủ được, nó sạch và nó ngừ lắm. Rồi tôi cũng chị nấu tốt lắm, nhưng tội nó bị hỏng cái dây, thế là cất cũ đi à. Sáng thế là múc cháo làm tường nó ăn, nó bảo nó ăn thôi cơ. Thế là cô thế bảo cô, cô sợ bố. Chê, cô chẳng dám mời. Bố nó lại đưa đi, bảo cô đưa đi ăn thôi. Sáng nay chúc ăn thế của bác ạ. Ừ, thế là bố đưa đi, thế là. Nhưng mà chị sợ nhiều khi nó có nghĩa là xương chi với chị. Ừ. Thế là qua em phải băm đi băm lại bao nhiêu lâu? Thôi nó lại đi. Sợ chê nên không dám mời. Ừ, rất xương chim kìa. Thế là bảo bố là thôi. Nó xem thôi thì thôi đưa đi. Nhưng mà chị nấu thì không bị tràn thì chị nấu ít. Cháo á? Ừ, không bị tràn nồi đâu mà. Chị cho ít nước thì chị nấu ít rồi. Cho nhiều nước thì nó nhiều, nấu nắm gạo không mà. Kiểu Bắc Thành là Bắc thích kiểu hút hút chứ không bao giờ thích nấu lại bạc. Bình thường là em hay cắm mỗi cơm, mỗi gạo thôi. Còn xương kia, như hôm trước này em chỉ nấu mỗi thịt băm. Xương kia thì phải hầm mùi áp suất, nấu nhiều được. Nếu cái nồi nó cũng dùng được thì cắm con gà thì nó nhiều nhét rồi nhé. Hôm nay nó chạy chảm đưa đâu nhỉ? Không, Thành. Thành dậy ăn đi xong rồi mình còn đưa đi chụp hàm chụp thuốc mà chẳng dậy gì cả. Thành dậy ăn đi xong bố nó bảo bố nó đưa đi. Hôm nay làm nem thịt. Có khách đặt 20 cái nem để thắp hương. Bao giờ thắp hương? Chiều mới thắp. À, không phải làm gì đâu. Không. Dỗ thì người ta ngại làm. Ờ. Bây giờ đặt làm đấy nhỉ? Không ăn kiêng hải sản, có người kiêng hải sản. Như có người thì uống tôm ấy. Em phải đem theo hiểm em đi em bảo xem là có tiêm được vaccine không nhỉ? Các bệnh viện nhỉ? Như nào? Quy trình như nào? Quy trình đã đăng ký ở phường chứ. Tiêm vaccine à? Ừ. Nhưng mà ý là em dị ứng nhỉ? Dị ứng á? Bởi vì viện bây giờ cũng có tiêm đâu. Cũng có tiêm mấy đâu. Ừ. Giờ mình hôm nọ chỉ tiêm mũi 2, chỉ có lên các phường mà. Hôm nọ chỉ tiêm mũi 2, hoặc em ra CDC ý. CDC là ở đâu? CDC ở cuối năm ấy. Sở Y tế. Ừ, CDC nó là thuộc trừ nó là của kiểm soát kỹ thuật như ấy, bệnh tật tỉnh ấy. Cái đấy nó mới là chuyên của phòng tiêm phòng tiêm với các thứ nên nó tiêm chuyên CDC cuối năm ấy Sở Y tế cứ ra đấy xong rồi hỏi xem bảo em như thế thì tính thế nào. Bởi vì còn trẻ thì chắc là tiêm đi, còn nếu mà già thì người ta nên cho tiêm cái kiểu dị ứng ấy. Cái trẻ không tiêm không tiêm được thì tốt. Cái độ con hàng như con điên bảo đi tiêm, cứ xong rồi nó đi tiêm bởi vì người ta